Vài giờ sau khi chính quyền Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập tách khỏi Tây Ban Nha, thì một loạt các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu, đã lên án hành động này và tất cả đều tuyên bố là không công nhận nền độc lập của xứ Catalonia. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk đã viết trên trang cá nhân Twitter rằng đối với EU không có gì thay đổi, Tây Ban Nha vẫn là người đối thoại duy nhất. Tôi hy vọng chính phủ Tây Ban Nha sẽ sử dụng quyền lực tranh tụng chứ không phải tranh tụng quyền lực. Trong khi đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu gọi hành động của chính quyền Catalonia là một sự phá vỡ luật pháp và không ai trong Liên minh châu Âu sẽ công nhận việc tuyên bố độc lập của Catalonia. Cùng quan điểm với Mỹ, Anh, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Stephen Seberg, đã ra thông báo trên Twitter rằng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha là điều không thể xâm phạm. Việc Catalonia tuyên bố độc lập đã vi phạm nguyên tắc này. Chính phủ Đức ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Rajoy trong việc thiết lập lại trật tự và điều hành khu vực này. Còn Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cũng tuyên bố, Mexico sẽ không công nhận tuyên bố độc lập của Catalonia. Chúng tôi hy vọng về một giải pháp chính trị và hòa bình cho khu vực này.